Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Khánh Hòa xuống hạng, Thanh Hóa đá về vớt tại trụ V-League. Tinh thần sa sút thê thảm, Khánh Hòa thua Hoàng Anh Gia Lai 1-4, nhận suất duy nhất tại V-League năm 2019 xuống thẳng hạng. Khánh Hòa xếp hạng cùng với đồng nghĩa với việc Thanh Hóa đương nhiên đá trận vé vớt, cho dù họ có hòa với B Bình Dương 1-1 như trong trận chiều ngày 23 tháng 10 hay không. Khánh Hòa đã làm khách tại sân Pleiku trong chiều ngày 23 tháng 10 với tâm lý gần như không biết rằng họ khá là khó lách khe cửa hẹp trong cuộc chiến giành quyền trụ hạng. Bởi sau trận hòa không bàn thắng với Sài Gòn FC cách đây ít ngày, đội bóng phổ biến không còn quyền tự quyết mà phải vừa đá vừa trông chờ vào thái độ ít nhất của ba đội bóng khác có liên quan, gồm Hoàng Anh Gia Lai, đối thủ của Khánh Hòa trong chiều ngày 23 tháng 10, Thanh Hóa, đối thủ cạnh sát trụ hạng với Khánh Hòa, và B Bình Dương, đối thủ với Thanh Hóa trong chiều ngày 23 tháng 10 tại vòng World Cup 247 V-League 2019. Thi đấu trên sân đối phương nhưng khán giả Thanh Hóa còn đông hơn cả cổ động viên của chủ nhà B Bình Dương. Trong trận B Bình Dương gặp Thanh Hóa hầu như không căng thẳng bởi Hoàng Anh Gia Lai diễn ra trước Khánh Hòa từ rất sớm, với các cầu thủ Thanh Hóa không gặp nhiều áp lực trong trận đấu diễn ra cùng ngày. Không còn nhiều cơ hội trụ hạng, tâm lý của các cầu thủ Khánh Hòa đi xuống thấy rõ, không ngoa khi nói rằng đội bóng phổ biến tự thua trước Hoàng Anh Gia Lai, thất bại ở sân Pleiku. Phút thứ 26, đường truyền của Tuấn Anh hướng về phía Minh Vương, không xa vị trí của Charles. Nhưng trung vệ của đội Khánh Hòa lại phá hụt bóng để Minh Vương thoải mái nhận bóng và dứt điểm hạ thủ môn Tuấn Mạnh trong pha đối mặt, giúp Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước 1-0. Ngay sau khi thua trận đầu tiên, toàn đội Khánh Hòa gần như đã buông xuôi. Đây chính là lý do mà chỉ sau 2 phút, Hoàng Anh Gia Lai đã có bàn thắng thứ hai. Trong tình huống này, văn toàn của Hoàng Anh Gia Lai lại căng thẳng ngay từ phía phải. Hậu vệ đội Khánh Hòa đối đầu với bóng và thẳng lưới nhà, giúp cho đội bóng phố núi dẫn trước 2-0. Sang hiệp 2, Khánh Hòa vỡ được một bàn do công của Chandler ở phút 65, nhưng tình huống đánh đầu cận thành thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội bóng phố biển. Tuy nhiên, bàn thắng đấy vẫn không thể giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân tránh khỏi trận thua. Phút thứ 70, Văn Toàn chuyển bóng cho Minh Vương, ung dung đặt lòng kỹ thuật tại khoảng 18m, làm bó tay thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hòa, ghi bàn thắng nâng lên tỷ số 3-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Chưa dừng lại ở đấy, đến phút 74, đến được Minh Vương chuyển dài cho Văn Toàn, bứt tốc độ lao vào phòng ngự của Khánh Hòa, đi bóng xuống luôn thủ môn Tuấn Mạnh trong pha đối mặt, rồi bóng đi vào lưới trống, ấn định tỷ số chiến thắng 4-1 cho đội bóng của Bầu Đức. Điều đáng nói ở chỗ các bàn thua được nêu trên, tính từ các tình huống mà hệ thống phòng ngự của Khánh Hòa gần như đứng yên để mặc cho đối thủ thoải mái thể hiện kỹ thuật. Thua đậm Hoàng Anh Gia Lai 1-4, Khánh Hòa chính thức về với giải hạng dưới. Khánh Hòa thua Hoàng Anh Gia Lai cũng đồng nghĩa với việc Thanh Hóa đương nhiên sẽ có vé đá trận play-off giữ hạng mà không cần đến trận hòa 1-1 giữa Thanh Hóa và B Bình Dương. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin Tức Dân Trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Huấn Hoa Hồng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin Tức Dân Trí. Huấn Hoa Hồng, cái tên được cộng đồng mạng biết đến qua những hình ảnh khoe của, đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc.